Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của Nhân Bi Bi. Các bạn ơi, mình đã hứa với các bạn là mình sẽ phá đảo cái tựa game nhà thám tử này rồi nha. Rồi mình sẽ đã hứa với các bạn là mình chơi tới cái level cuối cùng trong game này luôn các bạn ơi. Không biết nhà thám tử chúng ta sẽ còn gặp nhiều vụ án gì nữa đây các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn có đồng hành cùng Nhân không? Các bạn có đồng hành để xem nhà thám tử của chúng ta phá đảo cái tựa game này. Ok, các bạn nếu đồng hành cùng Nhân hãy cho mình xin một like cũng như là một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân Bi Bi nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ cho các bạn 3 giây các bạn ấn like và ấn đăng ký kênh nha các bạn nha. Rồi, 1, 2, 3. Các bạn đã đăng ký kênh hết trên Lào, ấn cả chuông thông báo nữa nha các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thám tử của chúng ta gặp những vụ án kỳ bí gì tiếp theo nha các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau chơi thôi. Ok các bạn ơi, ui giời ơi, ngay vào đầu phát nhà thám tử của chúng ta gặp một ông phù thủy các bạn ơi. Rồi, ui giời ơi các bạn ơi, ông phù thủy này không biết dẫn nhà thám tử chúng ta đi đâu đấy các bạn ơi. Các bạn biết ông phù thủy này dẫn nhà thám tử chúng ta đi đâu không? Dẫn nhà thám tử chúng ta đi đến chỗ có nhiều tiền vàng các bạn ơi. Nhưng ở đó có một con rồng khổng lồ, con rồng có thể khè ra nửa lá canh giữ các bạn ơi. Nhưng trên đường đi, nhà thám tử và ông phù thủy của chúng ta gặp hai con yêu tinh xanh các bạn ơi. Tai bọn chúng là dài này các bạn ơi, sợ chưa, nhìn sợ quá. Rồi bây giờ nhà thám tử chúng ta sẽ cho hai con yêu tinh xanh này ăn cái bánh nha, hamburger nha các bạn nha. Bọn chúng cười và đi luôn, may quá. Ui, tưởng bọn chúng đi luôn nhưng mà bọn chúng lại bắt ông phù thủy đi rồi, vì ông phù thủy không cho bánh bọn chúng các bạn ơi. Bây giờ phải như thế nào? Đang đi thì gặp một cái cây cầu bị gãy các bạn ơi. Rồi nhà thám tử chúng ta sẽ phải có một miếng gỗ này, miếng gỗ này bị nẻ giữa nha. Chúng ta đừng ấn vào, chúng ta sẽ ấn vào cái gốc cây này. Rồi nhà thám tử chúng ta bay qua luôn cái cầu đó các bạn ơi, hay quá hay quá. Nhưng trên đường đi lại gặp một chướng ngoại vật mới, không có đường các bạn ơi. Rồi bây giờ nhà thám tử chúng ta sẽ phải ấn vào cái áo này nha. Rồi nhà thám tử chúng ta sẽ cầm cái áo này và nhảy dù xuống các bạn ơi, gì hết. Ok, đi tiếp thôi. Nhà thám tử của chúng ta vào một cái hang đá các bạn ơi. Rồi tiếp theo thôi nào, không biết bên trong hang đá này có gì ta. Rồi bên trong hang đá này có một cái tảng đá các bạn ơi. Trong hang đá chỉ có tảng đá thì có cái gì các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ dùng cái xẻng này nha, xúc hết những cái tảng đá này đi ra ngoài và tiếp tục đi thôi nào. Ui giời ôi, nhà thám tử chúng ta gặp một con rắn các bạn ơi. Rồi bây giờ nhà thám tử chúng ta sẽ thổi cái sáo này để thần hóa con rắn này nha các bạn nha. Ok, đơn giản với Nhân. Ui giời ôi, nhà thám tử của chúng ta bị cắn một phát rồi các bạn ơi. Nhà thám tử chúng ta bị cắn rồi, đau quá nhà thám tử ơi. Ok các bạn, tiếp theo nào. Bây giờ mình đã biết cách đi qua con rắn đó rồi các bạn ơi. Đơn giản, ở đây có quả bom, chúng ta đạp luôn quả bom vào người con rắn để đi cho nó tiêu luôn chứ nhỉ, đúng không các bạn? Úi giời ơi, ok các bạn ơi, tiếp tục đi tiếp thôi. Ui, con rắn đó đã cắn chết con yêu tinh xanh rồi các bạn ơi. Nhưng con rắn đó cũng cắn nhà phù thủy của chúng ta rồi. Bây giờ nhà phù thủy của chúng ta đã bị trúng độc rồi. Các bạn đừng ấn vào cái kiểu mà cái nhà thám tử của chúng ta chưa mỏ ra hút độc nha, không hút được đâu. Bây giờ chúng ta sẽ phải ấn vào cái kim tiêm này các bạn ơi. Rồi, bơm thuốc cho ông phù thủy để ông phù thủy khỏe lại nha các bạn nha. Ok, tiếp theo thôi nào. Rồi, tiếp theo ông phù thủy và nhà thám tử chúng ta lại gặp một cây cầu nữa các bạn ơi. Rồi, cây cầu này bên trước mặt lại có một cánh cửa. Chúng ta sẽ ấn vào cái mai rùa này nha. Nhà thám tử chúng ta sút vào cái mai rùa phát cánh cửa vỡ luôn các bạn ơi. Đây chính là chỗ chứa nhiều tiền vàng bạc đấy các bạn ơi. Nhưng mà chưa lấy được luôn đâu các bạn ơi, chưa lấy được luôn đâu nha các bạn nha. Vì có một con rồng này canh giữ đây, chúng ta mà lấy luôn là không được đâu. Bây giờ nhà phù thủy của chúng ta phải đọc cái quyển sách này nên đọc một cái chữ gì đó các bạn ơi. Rồi nhà thám tử chúng ta mới đã cầm được cây quyền trượng rồi. Đây chính là con rồng đó các bạn ơi. Con rồng này thực sự là nguy hiểm và đáng sợ quá đi. Bây giờ nhà thám tử chúng ta lại tiếp tục cho nó ăn cái bánh hamburger này nha. Các bạn ơi, rồi ok. Rồi ông phù thủy ơi, ông đi đâu đấy? Ui, ông phù thủy cưỡi luôn con rồng mà bay đi rồi, để lại nhà thám tử của chúng ta một kho tiền vàng nhưng mà không lấy đi được rồi các bạn ơi. Chán quá đi. Rồi ôi, tiếp theo nha, sang cái vụ ăn mới nha. Không lấy được tiền vàng rồi các bạn ơi. nhà ám tử chúng ta bây giờ đã gặp một vụ án mới rồi. Đây chính là một vụ án mà có một người đàn ông đã bị một khẩu súng bắn tử vong ngay tại chỗ rồi các bạn ơi. Đây, máu này. Rồi bây giờ cảnh sát thuê thám tử đến để phá cái vụ án này nha các bạn nha. Đầu tiên nhà thám tử chúng ta sẽ phải ấn vào cái rọ kim loại này các bạn ơi. Ui, nhà thám tử chúng ta dò ra được một vỏ viên đạn các bạn ơi. Đấy, nhà thám tử chúng ta giỏi không các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân Bi Bi nha. Ok, rồi tiếp tục nhà thám tử chúng ta sẽ mở cái cuốn album ảnh này ra các bạn ơi. Trong cuốn album ảnh này có một ông tóc vàng các bạn ơi. Hay vậy. Trong cuốn album ảnh này có một ông tóc vàng nha. Không biết ông tóc vàng này có liên quan gì đến cái vụ án này đây các bạn ơi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào cái mảnh giấy này nha. Cái mảnh giấy bị rải rách này, đó chính là một cái ký hiệu gì đó các bạn ơi. Ký hiệu tam giác nhiều cái các bạn ơi. Không biết có cái điều gì kỳ bí ở trong cái ký hiệu này đây các bạn ơi. Rồi tiếp theo cái ký hiệu đó ở trên tường này các bạn ơi, chứng tỏ nơi đây chính là một nơi mà có dấu vết các bạn nha. Rồi nhắm từ chúng ta bước vào phòng nhưng đã bị bảo vệ bởi lớp tia laser rồi các bạn ơi. Bây giờ nhắm từ chúng ta sẽ phải ấn vào nhảy Michael Jackson các bạn ơi. Úi giời, nhắm từ chúng ta nhảy. Ui, quay hay. Nhắm từ ta giỏi quá. Ui, nhảy cái điệu nhảy bựa các bạn ơi, ướt bụng nên thì ok. Nhà nắm tử của chúng ta đã qua được cái thử thách đầu tiên rồi nha. Tiếp theo chúng ta, nhà nắm tử chúng ta có một cái máy tính ở đây. Ông tóc vàng này, các bạn đừng ấn vào ông tóc vàng nha. Các bạn hãy ấn vào ông da đen này các bạn ơi. Đó chính là mật khẩu để mở cái máy tính này. Rồi, bây giờ chúng ta ấn vào đâu đây? Các bạn không được ấn vào cái Google Maps nha. Chúng ta sẽ phải ấn vào cái này, ấn vào Google Maps đã không tìm ra đường đâu. Vì trong đây nó cài đặt một cái dấu ông áo vàng, tóc vàng này một nơi rất là kỹ luôn. Google Maps không có nữa các bạn ơi, các bạn nhớ nha. Rồi đây rồi, chúng ta đã tới đây rồi các bạn ơi. Wow, sao Đăng Nghiên lại là... Sao Đăng Nghiên là ông áo vàng lại bị bắt cóc rồi các bạn ơi. Ông áo vàng lại bị bắt cóc rồi. Đây chính là tên bắt cóc của ông áo vàng đây. Tên này nha, đội một cái mũ đen nha, áo đen nha, trên tay của nó cầm 2 khẩu súng luôn các bạn ơi. Các bạn thấy sợ chưa? Bây giờ ông đang uy hiếp nhà thám tử của chúng ta. Nhưng các bạn ơi, nhà thám tử chúng ta bây giờ phải làm cách nào bây giờ? Chỉ có cách mở cái cửa này ra thôi. Nào, mở cái cửa này ra. Rồi chạy đi ông ơi, chạy đi nhanh lên nào. What the hell? Ôi, ngu người các bạn ơi. Mở cửa ra thì là hắn đã đưa ông tóc vàng đi rồi các bạn ơi. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Nên có cách rồi. Bây giờ là nhà thám tử chúng ta phải thuê một xạ thủ nha. Đầu tiên chúng ta sẽ phải ấn vào cái ghế này đi. Rồi cái ghế gãy xuống các bạn ơi. Tiếp theo phải làm gì bây giờ? Ok. Rồi. Bây giờ không biết chúng ta phải làm cách nào đây các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ ấn vào cái bóng đèn này nha. Ấy, có một xạ thủ bên ngoài đang ngắm bắn luôn đó, hỗ trợ nhà ám tử chúng ta. Anh ta đã bắn nổ cái bóng đèn rồi. Tiếp tục bây giờ nhà ám tử chúng ta phải ấn vào cái gì bây giờ ta? Ấn vào hình con chim này nha các bạn nha. Các bạn nhớ nha. Rồi, đó chính là cái đèn pin. Và cuối cùng thì tên kẻ xấu này đã bị một xạ thủ bên ngoài bắn hạ gục rồi các bạn ơi. Ok. Giết. Rồi, chúng ta đã giải cứu được ông tóc vàng rồi. Như ông này là tổng thống Donald Trump này các bạn ơi, nhìn giống quá các bạn ơi. Ok các bạn ơi, cái video này của Nhân là đến đây là kết thúc rồi nha các bạn nha. Nhân sẽ cố gắng nha phá đảo cái tựa game này các bạn nha. Các bạn đừng quên nha cho Nhân xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ Nhân Bi Bi nha. Ok, và các bạn ơi, thấy cái tròn nhà thám tử này hay không? Các bạn nếu thấy hay nha thì đừng quên ấn cái chuông thông báo đấy nha, để Nhân phá đảo cái tựa game này các bạn nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân Bi Bi. Xin chào. Ôi chết rồi các bạn ơi. Ôi chết rồi. Mình chợt nhớ ra là sắp tới nha, mình sẽ làm nhiều video và hay lắm các bạn ơi. Mình sẽ làm nhiều video giống chị Hà Sam này, giống anh Thắng Tê Tê này các bạn ơi. Các bạn nha, các bạn ơi, các bạn Nhớ nha, nếu bạn nào đã đăng ký kênh của anh Thắng Tê Tê và chị Hà Sam rồi thì các bạn đăng ký luôn kênh của Nhân Bi Bi nha các bạn nha. Rồi mình hứa với các bạn là mình sẽ chơi những cái game mà mình chơi những cái level cao hơn chị Hà Sam và anh Thắng Tê Tê các bạn nha. Ok, và lần này thì xin chào các bạn thật luôn, xin chào.